À, vâng, à, thân chào quý khán giả và tất cả các bạn. Đã lại quay trở lại với kênh YouTube Giá Vốn Công Trình của tôi. Thì ở video ở những video trước thì tôi và các bạn đã cùng nhau đi tìm hiểu về cái cách tính toán khối lượng của một cái cấu của cấu kiện đà kiềng. Thì khối lượng của cấu kiện đà kiềng thì chúng ta cần tính toán những khối lượng gì? Đó chính là khối lượng công tác đất đào đất công tác đắp đất khối lượng công tác thi công bê tông lót bê tông lót thì bao gồm công tác ván khuôn ván khuôn bê tông lót ván khuôn bê tông lót và khối lượng bê tông lót tiếp theo nữa là khối lượng của tiếp theo nó là khối lượng của phần cốt thép cốt thép cốt thép của đà, đà kiềng và khối lượng ván khuôn đà kiềng và cuối cùng là khối lượng của bê tông bê tông của cấu kiện đà kiềng thì À, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào à, tu, chúng ta sẽ đi xác định ra xác xác định cái gì xác định cái giá trị cái cái cái, cái chi phí cái số tiền số tiền chúng ta cần phải bỏ ra chúng cần chúng ta cần phải bỏ ra là để chúng ta thi công xong cái cấu kiện đà kiềng nghĩa là chi phí tốn chúng ta cần tốn kém bao nhiêu tốn kém bao nhiêu à, chúng ta cần bỏ ra những cái gì cần cần bỏ ra số tiền à, là bao nhiêu tiền để chúng ta thuê nhân công Chúng ta thuê nhân công, chúng ta mua vật tư để chúng ta thi công hoàn thành xong cái cấu kiện đà kiềng Từ lúc chúng ta là bắt đầu là đào đất Từ lúc chúng ta bắt đầu đào đất như đây hình ảnh của các bạn nè à, Trên hình ảnh các bạn có thể thấy Từ khi chúng ta đào đất, sửa đất, sửa nền đất Sau đó chúng ta làm công tác ván khuôn lót Chúng ta đổ bê tông lót, chúng ta đổ bê tông lót Đổ bê tông lót xong, đổ bê tông lót xong thì chúng ta tiến hành là đây đây là hình ảnh thi công đổ bê tông lót xong đổ bê tông lót xong thì chúng ta tiến hành thi công là công tác cốt thép cốt thép cốt thép và sau khi thi công xong công tác cốt thép rồi chúng ta tiến hành lắp đặt ván khuôn và cuối cùng là đổ bê tông thì khối lượng nhân công của từng công tác này là bao nhiêu à, chi phí vật tư của của cái các công tác này là bao nhiêu thì nó sẽ được làm rõ ở trong ở trong cái video ngày hôm nay. Thì video ngày hôm nay thì uh, nội dung chính là tôi sẽ đi tính toán cái giá trị, giá trị của cái cái uh, của giá trị cần để thi công cái cấu kiện đà kiềng. Đó thì uh, đây là hình ảnh thi công thực tế, đây là hình ảnh thi công thực tế các cái bước thi công uh, các cái bước chúng ta tiến hành thi công cái cấu kiện đà kiềng này. Thì hình ảnh tôi cũng có và video thực tế thì tôi cũng đã có ở tôi cũng đã chia sẻ với các bạn ở trong cái ở trong cái video về cái cách tính toán khối lượng bê tông của cấu kiện đằng kia đa kiềng trong video đó tôi có một cái video ngắn về về các bước về cái bước tiến hành thi công các bước tiến lần lượt các bước tiến hành thi công từ lúc bắt đầu cho tới khi hoàn thành cái cấu kiện đa kiềng thì nếu như bạn nào chưa theo dõi những cái video à, những cái, cái video trước video về cái cách tính toán khối lượng của cấu kiện à, khối lượng bê tông của cấu kiện đa kiềng thì các bạn có thể à, xem lại cái video đó để chúng ta hiểu rõ hơn à, à, hiểu rõ hơn về cái các cái bước các cái bước chúng ta à, để chúng ta thi công hoàn thành xong cái cấu kiện đà kiềng này rồi thì à, tôi hình ảnh thì các bạn có thể thấy đây các bước đây lượt các bước chúng ta thi công đó lượt các bước chúng ta thi công thì ở những trong những video trước thì chúng ta đang tôi và các bạn đang đi tìm hiểu về bản vẽ mặt bằng đà kiềng của một cái công trình một của một công trình đây trên trên màn hình thì các bạn có thể thấy đây là cái đây là cái mặt bằng đà kiềng mà chúng ta đã và đang đi đã và đang tìm hiểu và tính toán được những cái khối lượng của cái cấu kiện đà kiềng này rồi thì khối lượng nó bao gồm những cái gì khối lượng đó là bao gồm là khối lượng của công tác À, video đầu tiên đó chính là khối lượng của bê tông, bê tông đà kiềng này thì bao gồm cái gì? Bê tông lót, à, bê tông lót đà kiềng và bê tông đà kiềng. Đó. À, cái phần khối lượng bê tông này à, tôi đã chia sẻ với các bạn ở trong một cái video riêng rồi. Thì các bạn có thể, các bạn nào chưa xem thì các bạn có thể xem lại cái video này để các bạn biết được là cách tính toán khối lượng của cái phần bê tông lót và bê tông đà kiềng này là như thế nào đó cái khối lượng thứ hai nữa là tôi, tôi tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rồi là chúng ta cũng đã có một video riêng rồi là tính toán cái khối lượng cốt thép của cấu kiện đà kiềng thì cái cốt thép của cấu kiện đà kiềng này bao gồm những cái gì đó là à, là cốt thép của từng đà kiềng từng đà kiềng sau đó chúng ta tổng hợp lại thì chúng ta sẽ có được cái khối lượng tổng hợp của cái toàn bộ cái đà kiềng của công trình này đây, thì ở đây thì tôi cũng đã có rồi và tôi cũng sẽ lấy số liệu. Tôi sẽ lấy số liệu lại từ tôi sẽ lấy số liệu lại từ cái file à từ cái um, video trước. Để ở đây tôi tập trung vào là tôi đi tính toán chi phí mà, chi phí mà cho nên là các khối lượng chúng ta đã có, chúng ta sẽ lấy nó lấy lấy là lại những khối lượng đó để chúng ta xác định chi phí chứ chúng ta không có đi tính lại. Tại vì nếu chúng ta đi tính lại thì sẽ mất rất là mất mất rất là nhiều thời gian trong khi chúng ta đã tính toán rồi. Đó. một cái khối lượng nữa mà chúng ta cần quan tâm đối với cấu kiện đà kiềng đó là khối lượng của uh, công tác đầm đất nền trước khi chúng ta đổ bê tông lót uh, và công tác ván khuôn ván khuôn của đà kiềng thì ở đây bao gồm hai hai uh, hai dạng đó là ván khuôn của bê tông lót đà kiềng và ván khuôn của bê tông đà kiềng đó ở đây thì trong cái khối video trước tôi tôi đã chia sẻ với các bạn đầy đủ hết rồi cách tính toán về khối lượng bán khuôn lót đà kiềng và bán khuôn đà kiềng rồi thì cho nên là tôi cũng không có chia sẻ lại nữa và tôi sẽ lấy luôn cái kết quả của những cái buổi của những cái video trước để tôi làm cái công cụ để tôi làm cái số liệu để tôi phục vụ cho cái 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 cái, cái, cái nội dung chính của video ngày hôm nay thì như tôi đã chia sẻ ở trong phần đầu của video thì chi phí chi phí mà chúng ta cần phải bỏ ra để chúng ta thi công xong cái cái mặt bà của xong cái đà kiềng trong xong cái mặt bằng đà kiềng bao gồm những cái đà kiềng 1 2 3 4 và một số đà ghen này là chi phí gì đó là chi phí nhân công đó là chi phí nhân công đó là chi phí vật tư À, chi phí nhân công thì bao gồm những cái gì thì bao gồm chi phí nhân công là đầm đất nền trước khi chúng ta đổ bê tông à, nhân công thi công là ván khuôn uh, ván khuôn đà kiềng và à, ván khuôn lót đà kiềng nhân công thi công ván khuôn đà kiềng nhân công công tác đổ bê tông uh, đổ bê tông lót đà kiềng nhân công công tác đổ bê tông đà kiềng và cuối cùng là nhân công thi công cốt thép đà kiềng đó chi phí vật tư chi phí ở đây vật tư bao ở đây bao gồm những cái gì thì sạc qua tính toán qua cái những cái video tính toán khối lượng rồi thì chúng ta thấy là cái uh, cái cái chi về cái, cái, những cái vật tư cấu thành nên đà kiềng này bao gồm là gì thứ nhất là bê tông lót bê tông lót ở đây là mác một trăm rưỡi đây thứ hai là bê tông kết cấu bê tông đà kiềng mác là hai trăm rưỡi và một số cái vật tư khác như là thép 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 thì chúng ta có thép là thép đai phi 6 thép chủ thép phi 16 và thép tăng cường là thép phi 18 À, chúng ta có thêm một cái vật tư phụ phụ nữa đó là kẽm buộc kẽm buộc để chúng ta buộc kẽm buộc để chúng ta buộc cái uh, uh, buộc cái cấu kiện uh, đây kẽm buộc đây chúng ta buộc những cái 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 cây thép này liên kết lại với nhau đó bây giờ uh, uh, chúng ta đầu tiên chúng ta đi vào cái chi phí đầu tiên đó là chi phí nhân công thì ở đây những cái khối lượng này chúng ta đã có đầu tiên là nhân công đầm đất đầm đất nền trước khi đổ bê tông. thì những cái khối lượng này thì tôi sẽ lấy từ khối lượng uh, trong uh, ở những cái video trước thôi. Nhờ khối lượng đầm đất thì bằng 7,056 đây nó 7,0065 khối lượng ván khuôn bê tông lót đa kiềng 2,638 2,638 khối lượng của ván khuôn đa kiềng khối lượng của ván khuôn đa kiềng là 14,87 à, 14,14,87 à, nhân công bê tông lót đa kiềng bê tông lót đà kiềng thì bằng 0,353 khối nhân công bê tông đa kiềng thì bằng 1,376 khối đó. Ờ, nhân công thi công cốt thép thì ở đây chúng ta tính theo ký tổng khối lượng cốt thép của chúng à, cần để thi công cái cái đà kiềng cái cái mặt bằng đà kiềng này là 242,1 ký 242,1 ký đó thì sau khi chúng ta tính toán à, chúng ta có khối lượng rồi thì chúng ta lấy đơn giá ở đâu chúng ta lấy đơn giá ở đâu chúng ta áp vào đây thì đơn giá này thì cũng đơn giản thôi tôi đơn giá thì bằng là hình thức là đơn giá cạnh tranh thì tôi sẽ tìm kiếm 3 đến 4 thậm chí 5 đơn vị thi công cái phần nhân công này để chúng ta chọn ra cái đơn vị có đơn giá thấp nhất chúng ta điền giá vào đây thì chúng ta sẽ có ngay được cái đơn giá của cái 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 phần nhân công này thì ở đây tôi Tôi lấy ví dụ cái đơn giá nhân công của cái 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 cái, cái, cái phần các cái phần này thì uh, kinh nghiệm theo kinh nghiệm tôi thi công thì tôi cũng đã thi công rất nhiều rồi và tôi cũng đã làm việc với rất nhiều đơn vị thi công, rất nhiều đội thi công, đội lớn cũng có mà đội thi công đội đơn vị thi công lớn, các công ty thi công lớn cũng có mà các đội thi công nhỏ lẻ cũng có đội thi công nhà dân, nhà phố cũng có. À, thì ở đây đối với cái phần uh, những cái khối lượng nhân công này do khối lượng là ít cho nên đơn giá sẽ có cao hơn một chút. À, ở đây thì uh, đối với nhân công đầm đất, đầm đất trước khi đổ bê tông thì thế là theo đơn vị mét vuông thì là khoảng 20.000 một mét vuông. Đó. Tiếp theo là cái nhân công ván khuôn, ván khuôn ở đây thì là khoảng 200.000 một mét vuông. 200.000 một mét vuông. Các bạn lưu ý giúp tôi cái đơn giá này đã bao gồm đã bao gồm À, toàn bộ thiết bị, toàn bộ thiết bị đã bao gồm toàn bộ thiết bị thiết bị à, thiết bị của đơn vị thi công, thiết bị của đơn vị thi công, đơn vị thi công. Đó. Còn nếu như nếu như mà thiết bị là của tôi, tôi bỏ ra tôi thuê các cái đơn vị thi công này thì cái chi giá đơn giá của nó sẽ thấp hơn. Đơn giá của nó là chỉ và là khoảng là 101 thôi, 101 đến 120.000 thôi chứ không tới cái giá 200 đâu ạ. À. Đó, nên ở đây tôi đang để cái đơn giá là 200 có nghĩa là 200 đến 201 đi, để 201 là đơn giá này là là đã bao gồm chi phí đã bao gồm toàn bộ thiết bị của đơn vị thi công rồi. Đó. À, đối với công tác ván khuôn đà kiềng thì cũng tương tự thôi là 201 201 nhân công bê tông lót nhân công đổ bê tông lót thì là ở đây tôi đính một khối là 6 500 rưỡi 550.000 một khối nhân công đổ bê tông đà kiềng cũng 550.000 một khối đây tôi à, tôi tôi ở đây tôi lý giải cho các bạn à, tôi tôi chia sẻ với các bạn một chút tại sao đơn giá này lại cao như vậy đơn giá 550.000 một khối bê tông này tôi đang áp dụng đây là chúng ta đổ bê tông bằng bê tông thủ công có nghĩa là chúng ta trộn tay chúng ta trộn tay theo đúng cái tỷ lệ cấp phối uh, của từng mác bê tông như là tôi đã chia sẻ với các bạn ở trong cái video xác xác định định mức tỷ lệ cấp phối đối với từng mác bê tông mác một trăm rưỡi mác hai trăm mác hai trăm rưỡi và mác ba trăm nếu như bạn nào các bạn nào các bạn có bạn nào ở đây các uh, các bạn thè, theo dõi video mà các bạn chưa xem những cái video trước của tôi thì các bạn có thể xem xem cái video là định mức tỷ lệ cấp phối tỷ lệ cấp phối bê tông à, bể tỷ, tỷ lệ cấp phối bê tông mác 150, rưỡi mác 200 má 250 rưỡi và má 300 thì các bạn có thể biết ngay được là à, cái, cái, cái 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 số cái cái, cái, cái lượng vật tư lượng vật tư cơ, cát đá xi măng cần thiết để chúng ta à, có được cái, 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 cái khối lượng bê tông này là bao nhiêu thì các bạn cũng 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 là lưu ý giúp tôi cái 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 phần này đó tiếp theo nó là nhân công thi công cốt thép nhân công thi công cốt thép ở đây thì đơn giá đây là 4.500 đồng một ký à, 4.500 đồng một ký thì đơn giá này các bạn lưu ý giúp tôi đơn giá này đơn giá này này đã bao gồm đã bao gồm kẽm buộc kẽm buộc của đơn vị thi công của đơn vị thi công có nghĩa là gì có nghĩa là à, khi tôi mà giao khoán cho một đơn vị thi công à, để tôi để tôi tôi lấy cái quản lý cái kẽm buộc là nó rất là khó rất là khó và rất là rất là khó và rất là chi tiết tại vì sao lại khó và chi tiết tại vì ạ à, Nếu như mà chúng ta à, kẽm chúng ta giao cho đơn đội đội thi công đi thì chúng ta không thể nào mà quản lý được cái đội thi công là tại vì trong đội có rất nhiều thợ mà mỗi nhiều khi là trong quá trình làm mà anh em thợ là, là là làm xong rồi rồi không thu gom cuối của không thu gom lại thì nó sẽ dẫn tới việc hao hụt cho nên là uh, theo kinh nghiệm của tôi thì tôi thường là giao khoán là giao khoán luôn những cái vật tư phụ cho đơn vị thi công để họ tự quản lý tự của họ quản lý thợ của họ sẽ làm giảm được cái 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 cái, cái hao hụt của vật tư mà chúng ta cần phải mua đó. À, thì sau khi có những cái sau khi tôi áp đơn giá vào đây rồi thì tôi sẽ có được là tổng cái nhân công tôi tôi cần phải thuê nhân công để tôi thi công xong cái mặt bằng đà kiềng này à, mà thi công xong cái mặt đà kiềng này mặt bằng thi xong ki công xong cái mặt bằng đà kiềng này là 5 triệu 858 ngàn 360, 336 đồng à, đó đó là đối với chi phí nhân công à chúng ta qua một cái chi phí tiếp theo nữa, đó là cái chi phí vật tư. Thì chi phí vật tư ở đây thì tôi cũng xác định được ngay được là những cái khối lượng của bê tông mác 150 đây, có bê tông mác 150, bê tông mác 250. cô à, khối lượng cốt thép, cốt thép là à, phi 6 là à, 28 kg, phi 16 là 11 cây, phi 18 là 1 cây. À, phi 18 là 1 cây. Thì ở đây đơn giá sau khi có được khối lượng rồi tôi cũng áp đơn giá thôi đơn giá này thì tôi cũng rất đơn giản thôi tôi đi mua thì tôi cũng chọn một số nhà cung cấp một nhà đơn nhà cung cấp nào mà có cái 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 đơn giá thấp hơn thấp nhất thì tôi chọn thôi à, thì ở đây thì theo kinh nghiệm của tôi một số cái vật tư này thì tôi cũng nắm được giá rồi thì tôi cũng áp giá luôn vào đây à, áp giá luôn vào đây thì đối với bê tông mát một trăm rưỡi thì nó vào khoảng là đơn giá nó khoảng 1 triệu một triệu một 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 khối đó Mark 2 rưỡi thì nó khoảng là 1 ,2 triệu 2 uh, Mark 2 rưỡi thì khoảng 1 ,2 triệu uh, 1 2 à, 1 triệu 2 một khối 1 ,2 triệu 2 một khối khoảng thôi Chính xác hơn thì các bạn phải tìm kiếm đơn vị báo giá để chúng ta có được cái giá trị chính xác Ở đây thì uh, các bạn lưu ý giúp tôi là đơn giá 1 triệu 1 và 1 triệu và 1 triệu 2 này á là đơn giá này là đơn giá bê tông là của tôi là bê tông thương phẩm chở tới tận nơi để đổ. Còn đối với mà chúng ta đổ trộn bê tông bằng thủ công thì như tôi vừa chia sẻ với các bạn rồi, chúng ta từ cái khối lượng bê tông này, chúng ta tính ra cái lượng cát, lượng đá, lượng xi si, và chúng ta mua cát, mua đá, mua xi si về, mua chúng ta mua cát, mua đá, mua xi si về để làm gì? Để chúng ta trộn ra cái khối lượng bê tông này. Đó, nhân với cả cái đơn giá khi khi mà mua cát, mua đá, mua xi si về thì chúng ta lại có cái nhân công đây. Nhân công đổ là là 550 rưỡi đó rồi tiếp theo nữa là cái uh, thép thép phi 6 thì tôi ví dụ ở đây là đơn giá là 14.500 đồng một ký 14.500 đồng một ký thép phi 16 thì tôi lấy là chiều dài 1m là 1 mét là 1,578 tôi nhân với 11,7 đúng không ạ tôi tiếp theo nữa là tôi nhân với à, uh, uh, nhân với 11,7 rồi tôi nhân với uh, à, tôi nhân với mùa 17 thì tôi nhân với 14.500 đồng một ký nữa thì tôi sẽ ra là 267.700 đồng 708 đồng trên một cây tương tự đối với thép 18 à, đối với thép 18 thì là 1,998 1,998 rồi tôi có ngay được ở đây thì à, à cái uh, kẽm buộc đối với cái kẽm buộc thì như tôi vừa chia sẻ với các bạn rồi đơn giá nhân công thi công cốt thép này thì đã bao gồm kẽm buộc là đơn vị cung cấp, đơn vị thi công tự cung cấp cho nên đơn giá kẽm buộc ở đây tôi sẽ bỏ đi. Nếu tôi tính vào đây nữa có nghĩa là tôi tính hai lần tiền. Đó. Rồi tôi đã có những cái khối lượng à, và và các giá trị của cái vật tư vật tư cần để mua để thi công cái cái cái, cái uh, mặt bằng đà kiềng này rồi đó là bao nhiêu ạ đó là 5 triệu 343 ngàn, 791 đồng đó, sau sau khi có được giá chi phí nhân công và chi phí vật tư thì tôi tổng hợp lại thôi tổng hợp lại chi phí nhân công ở đây là 5 triệu 858 trăm 336 đồng vật tư là 5 triệu 343 791 đồng thì tổng cộng chi phí nhân công và chi phí vật tư tôi sẽ có được cái chi phí chi phí cần thiết tôi cần phải bỏ ra là 11 triệu 202 ngàn 127 đồng nghĩa là chi phí tôi cần bỏ ra để tôi thi công xong cái mặt cái đà kiềng này À, khi kỳ không xong toàn bộ cái đà kiềng này bao gồm nhân công và vật tư là 11 triệu 202.127 đồng đó, đó trên à, các bạn à, các bạn thể thấy chi phí bao gồm chi phí là kia à, chi phí thi công đà kiềng thì bao gồm những gì đó. Giờ, chi phí thi công đà kiềng bao gồm những cái gì? Chi phí nhân công, chi phí vật tư, nhân công thì bao gồm những nhân công gì? Vật tư thì bao gồm những vật tư gì? Đó là tất cả, đó là tất cả những những cái cái cái, 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 cái uh, kiến thức những cái uh, những cái nội dung mà tôi đã chia sẻ cho với các bạn ở từ đầu video tới giờ. Thì uh, video của tôi hôm nay tập trung chủ yếu là chúng ta nói về tiền, nói về tiền, nói về chi phí, tiền, chi phí. Uh, uh, giá trị uh, và cái 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 chúng ta cần phải bỏ ra nó liên quan đến gọi uh, là 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 tính kinh tế như chúng ta cần phải bỏ ra để chúng ta thi công xong cái cấu kiện cái 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 mặt bằng đà kiềng này thì sau này đối với các cấu kiện khác cũng tương tự như vậy thôi thì chúng ta cũng đã đã tìm hiểu rồi cũng đã tìm hiểu và cũng đã đi tính toán cho rất nhiều cái khối rất nhiều cái giá trị những cái chi phí một rất nhiều cái giá trị uh, những cái chi phí mà chúng ta cần bỏ ra để thi công những cái cấu kiện khác của một công trình rồi đó là cấu kiện móng đơn đó là cấu kiện móng băng đó là cấu kiện móng cọc đó là cấu kiện cọc bê tông vân 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 và sau này thì còn rất nhiều cấu kiện khác nữa ví dụ như cấu kiện cột cấu kiện dầm cấu kiện sàn cấu kiện cầu thang và rất nhiều cái phần cấu kiện khác như là tường tường thì có xây tường tô tường ốp gạch lát gạch vân vân rất nhiều công tác thì chúng ta cứ đi lần lượt đi lần lượt chúng ta đi lần lượt chúng ta tính toán uh, uh, chi phí cho từng cấu kiện sau đó chúng ta sẽ tổng hợp lại thì chúng ta sẽ có được là chi phí của cả một công trình đó uh, thì tôi uh, uh, nói hơi xa một chút ở những cái nội dung sắp tới tôi sẽ chia sẻ với các bạn thì còn đối với cái video ngày hôm nay thì tôi cũng chỉ nói tới đây thôi. Thì các bạn xem video các bạn thấy video của tôi hay, video của tôi bổ ích và video của tôi uh, góp phần để cái bổ túc cho những cái cái cái, cái kiến thức giúp cho, cho các bạn có có bổ sung cho mình những kiến thức về bên mảng xây dựng. Thì uh, các bạn nhớ like kênh của tôi cũng như là uh, chia sẻ và đăng ký và đặc biệt là các bạn hãy đăng ký kênh của tôi để làm gì để uh, các bạn sẽ uh, là là đón đón nhận được những cái, cái cái đón nhận được những cái video mới, những cái kiến thức mới à, để dần dần chúng ta hoàn thiện à, được mình hơn. À, xin à, cảm ơn à, và chào thân mến tất cả, tới tất cả các bạn. À, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.